Xin chào quý bà con. Ngành trồng trọt của nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển, góp phần đưa kinh tế nước nhà đi lên. Vì thế cho nên ngày nay ngành trồng ngày càng được phát triển và nông dân ngày càng chăm chút cho cây kỹ hơn. Một trong những nỗi lo lắng lớn nhất của người trồng cây nông nghiệp như là đậu phộng, đậu nành, mông vải, đó là cây cỏ lá hẹp. Taga Super 5EC chuyên trừ cỏ lá hẹp trên cây trồng lá rộng, trừ cỏ hậu nảy mầm, diệt trừ cỏ lá hẹp, hiệu lực cao nhờ khả năng hấp thụ và di chuyển nhanh vào thân lá, cỏ trong vòng vài giờ. Tara trừ các loại cỏ lá hẹp và lúa rài, tái sinh từ hạt, trồng ruộng. Cách dùng rất dễ, phun sau khi gieo hạt 3-5 ngày đối với đậu phộng. Ngoài diệt cỏ cho cây đậu phộng, còn dùng được cho cả cỏ trên sắn, cỏ trên bông cải, cỏ trên đậu tương. Một chai 80ml, bà con pha được 40 lít nước, phun được một xào. Lưu ý không sử dụng cho lúa, bắp, mía, không sử dụng gần khu vực nuôi trồng thủy sản. Nếu bà con muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới hotline 0776 400038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn để được hỗ trợ nhé.